Harry suy sụp khi Meghan Markle bị cắt khỏi bức ảnh của hoàng gia Anh. Bức ảnh hoàng tử Harry cười rạng rỡ được tài khoản X của gia đình hoàng gia Anh chia sẻ vào ngày kỷ niệm sinh nhật công tước xứ Sussex không phải phiên bản đầy đủ. Meghan Markle và một số người khác đã bị cắt bỏ khỏi khung hình. Ngày 15 tháng 9, vua Charles và hoàng tử William gây chú ý khi lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2021 công khai chúc mừng sinh nhật hoàng tử Harry. Tài khoản X chính thức của Hoàng gia Anh đăng ảnh Hoàng tử sinh năm 1984 tươi cười rạng rỡ, kèm dòng chú thích: "Chúc mừng sinh nhật lần thứ 40 của Công tước xứ Sussex vào hôm nay." Không lâu sau, tài khoản X của vợ chồng xứ Wales chia sẻ bài đăng trên và viết lời chúc tương tự. Theo Page Six, bức ảnh về Harry được chụp vào năm 2018 khi Công tước xứ Sussex đến thăm Dog Labs ở Dublin, Ireland. Gia đình hoàng gia chia sẻ ảnh Harry trong ngày sinh nhật lần thứ 40 của anh không có bàn luận gì về bức ảnh cho đến khi người ta phát hiện nó không hoàn chỉnh, thay vào đó bị cắt xén đáng kể. Trong bản gốc, Harry ngồi cùng bàn với người vợ lớn hơn 3 tuổi, Meghan Markle và một số nhân vật khác. Tuy nhiên, phiên bản được Hoàng gia Anh chia sẻ chỉ có Harry. Điều đó làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn trực tuyến với hai luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Hoàng gia Anh chỉ muốn mọi người tập trung vào Harry vì đó là ngày sinh nhật của anh. Cung điện Buckingham không có ý xấu với Meghan bởi không chỉ cô mà những người khác đều bị cắt bỏ. Tuy nhiên, những người khác phản bác hoàng gia Anh có thể chọn một bức ảnh riêng về Harry thay vì sử dụng một bức ảnh tập thể rồi cắt hết những người còn lại. Họ đặt câu hỏi đây liệu có phải động thái tỏ rõ thái độ xem thường và không chấp nhận Meghan của gia đình hoàng gia không. Cư dân mạng bình luận, bởi vì đó là sinh nhật của anh ấy, không phải của cô ấy. Bên cạnh đó, còn có những người khác trong bức ảnh cũng bị cắt mất cô ấy không phải là người duy nhất bị cắt bỏ. Hôm nay là sinh nhật của Harry, không phải của ai khác. Vì vậy, anh ấy thực sự nên là người duy nhất trong bức ảnh, tại sao không nếu đó là một bức ảnh đẹp? Tôi đã cắt một số bức ảnh gia đình hoặc bạn bè vào ngày sinh nhật của họ và không có cảm giác gì tệ cả. Gia đình hoàng gia đang dần loại bỏ Megan ra khỏi mọi thứ, tôi nghĩ điều này sẽ làm cho Megan sừng sốt, thật tệ cho cô ấy. Rõ ràng là họ không coi trọng cô ấy, cô ấy sẽ bị loại khỏi cuộc sống của anh ấy, Tại sao họ không chọn một bức ảnh khác? Tại sao phải tốn thời gian để cắt ảnh? Meghan bị cắt khỏi ảnh không phải chủ đề duy nhất bị đưa ra bàn luận liên quan đến động thái mới nhất của vua Charles và hoàng tử William dành cho Harry. Việc Harry được cha và anh trai chúc mừng sinh nhật công khai sau 3 năm khiến nhiều người thắc mắc liệu đây có phải tín hiệu khởi sắc cho mối quan hệ bất hòa giữa họ. Nguồn tin nội bộ khẳng định với Daily Mail không có gì đặc biệt trong lời chúc từ cung điện Buckingham và Kensington. Họ chỉ đang làm theo truyền thống gửi những lời chúc tốt đẹp đến các thành viên hoàng gia, kể cả người không còn làm việc, vào những cột mốc quan trọng. Trước Harry, Meghan và hoàng tử Andrew, em trai vua Saxley, đều được đối xử tương tự vào sinh nhật lần thứ 40 và 60, bất chấp những vấn đề riêng của họ với hoàng gia. Chuyên gia hoàng gia Tom Bower cũng có nhận định tương tự khi được Daily Mail phỏng vấn. Lời chúc mừng sinh nhật bất ngờ của William và kết dành cho Harry không phải là dấu hiệu cho thấy họ đang tiến tới hòa giải. Thay vào đó, nó cho thấy vợ chồng Wells không muốn bị chỉ trích là thô lỗ. Việc ngoại giao không tốn kém gì và tránh được sự chỉ trích. Đối với nhà vua, dễ hiểu khi ông chúc mừng con trai mình. Thế nhưng, không có bằng chứng nào cho thấy mối quan hệ của họ đang tan băng. Đáng chú ý là khi Harry tham dự đám tang của Sir Robert Fowler cách đây 2 tuần, anh ấy không gặp cha mình. Không có gì thay đổi. Harry từ chối xin lỗi vì những điều tồi tệ mà anh ta đã nói và viết về gia đình mình. Trong khi đó, gia đình anh ta không hiểu tại sao Harry lại mong đợi họ phải xin lỗi, người viết tiểu sử kỳ cựu nhấn mạnh. Vợ chồng Harry và Meghan vẫn không được chào đón trở lại hoàng gia Anh. Mặc dù hoàng gia Anh đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới hoàng tử Harry nhưng điều này không đồng nghĩa cặp đôi được chào đón trở lại. Hoàng tử Harry mới đây đã nhận được lời chúc mừng sinh nhật 40 tuổi công khai từ hoàng gia Anh. Đây là lần đầu tiên trang chính thức của hoàng gia gửi lời chúc tới anh sau 3 năm gẻ lạnh. Tuy nhiên, theo chuyên gia Kinsey Sophie Điều này không đồng nghĩa với việc hoàng gia anh sẵn sàng hòa giải với vợ chồng Harry và Meghan. Harry và Meghan chắc chắn không được chào đón trở lại như là một phần của hoàng gia, chuyên gia tuyên bố, nếu như hoàng tử William không cho phép, cả hai sẽ không được chào đón một chút nào. Thế nhưng, có khả năng Harry vẫn sẽ thông qua bố của mình và đây không phải điều mà gia đình mong muốn. Các nguồn tin trước đó khẳng định công tước xứ Sussex đã cố liên lạc với vua Charles nhưng mọi cuộc gọi đều không được trả lời. Tương tự như vậy, Hoàng tử William cũng không muốn liên lạc với em trai. Những giận dạ nứt giữa hai anh em là vô cùng tồi tệ tới mức không thể cứu vãn. Chuyên gia cũng tin rằng trong tình thế khó khăn về mặt sức khỏe hiện tại của các thành viên hoàng gia, họ không thể tin tưởng Harry và Meghan. Đây cũng là lý do khiến gia đình tiếp tục giữ khoảng cách với cặp vợ chồng từ bỏ danh hiệu này. Họ muốn làm nhiệm vụ hoàng gia bán thời gian và nữ hoàng Elizabeth đã từ chối cơ hội đó. Giờ họ đang tự tạo ra nó bằng những chuyến du lịch hoàng gia giả mạo. Họ muốn gia đình biết rằng họ không cần sự cho phép của hoàng gia khi thực hiện những chuyến đi đến Colombia, chuyên gia phân tích thêm. Việc trang chính thức của hoàng gia Anh chúc mừng sinh nhật hoàng tử Harry một cách công khai được cho là nhằm tránh những lùm xùm và hỗn loạn, đồng thời không muốn công chúng bàn tán quá nhiều. Vua Sarkly phớt lờ những cuộc gọi của hoàng tử Harry. Mặc dù hoàng tử Harry đang cố gắng kết nối lại với bố của mình nhưng vua Sarkly lại tỏ ra thờ ơ, thậm chí là khó chịu chuyên gia về hoàng gia Anh Emily Andrew cho biết hoàng tử Harry vẫn đang cố gắng gọi điện và liên lạc lại với bố của mình sau nhiều năm gẻ lạnh. Tuy nhiên, vua Charles lại không ghi nhận sự cố gắng này, thậm chí ông luôn trở nên cáu kỉnh và tức giận mỗi khi nhận được cuộc điện thoại từ người con trai út. Đây là điều không có gì khó hiểu khi vua Charles đã phải đương đầu với quá nhiều rắc rối do vợ chồng hoàng tử Harry và Meghan gây ra kể từ năm 2020. Mặc dù Harry đã nhiều lần trở về quê nhà và có ý định hàn gắn mối quan hệ nhưng dường như vua Sakli không bằng lòng. Những lời chỉ trích và buộc tội từ Harry đã khiến anh ấy mất đi người anh trai của mình, khiến mối quan hệ với các thành viên trong gia đình hoàng gia trở nên căng thẳng tới mức tan vỡ. Chuyên gia nói về hậu quả mà Harry gây ra, bây giờ thì ngay cả bố của anh ấy cũng không nghe điện thoại từ anh. Tôi được biết rằng khi nhân viên thông báo về các cuộc gọi này, vua Sakli đã lập tức đuổi họ vì bực bội. Cũng theo chuyên gia những cuộc gọi của công tước xứ Sussex phần lớn là mong muốn thảo luận về cuộc chiến an ninh tại Anh và anh muốn bố của mình khôi phục quyền này. Vua Charles không muốn liên quan tới một sự việc đã được giải quyết xong và đây là lý do khiến ông vô cùng khó chịu trước những cuộc điện thoại từ con trai. Ở thời điểm hiện tại, Harry đã không còn nói chuyện với bố nữa. Mặc dù cặp bố con đã gặp nhau vào tháng 2 sau khi công tước phát hiện bố bị ung thư nhưng kể từ đó, cả hai không còn liên lạc với nhau. Bản tin đến đây đã kết thúc chúc quý vị luôn an vui và hạnh phúc. Kênh tin tức 24 giờ chúng tôi sẽ luôn cập nhật những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất đến với quý vị. Quý vị nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật tin tức kịp thời quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.